Hello, hello, hello. Hello, hello, alo Xin chào cả bạn và các em. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với luyện não sáng sớm ngày số 07. Hello. Các bạn ơi, thầy Minh xin chào cả bạn và các em. Các bạn dậy chưa? Hello, hello, hello. Tất chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với luyện não sáng sớm cùng thầy Minh ạ. Hôm nay là ngày thứ ba trong chuỗi 7 ngày 7 điểm và hôm nay là ngày thứ 38 38 rồi các em ạ trong những cái buổi mà thầy cho chúng ta dạy luyện não sáng sớm cùng nhau để thực hiện được cái chuỗi mà dạy luyện não sáng sớm này thì đó không phải chỉ là cái điều cố gắng từ thầy mà nó còn là có cả cái điều cố gắng từ tất cả các bạn và các em Chính vì vậy nên là thầy Minh mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em có thể là tiếp tục ủng hộ thầy Minh bằng cách là comment thật nhiệt tình hơn nữa và chia sẻ giúp thầy Minh buổi học này lại về tường giúp thầy Minh tác tất cả các bạn và các em vào đây. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Luyện não sáng sớm đó. Chúng ta đang đi đến những ngày cuối cùng chiến đấu cùng k sáu. Chúng ta đang đi tới những cái ngày cuối cùng rồi. Đấy, các em thấy không ạ? Ngay từ những ngày đầu tiên khi mà chiến đấu cùng nhau ạ thì các bạn thấy rằng là đến ngày hôm nay là ngày thứ 38 thì level của, của các em đã được tăng lên rất là nhiều đúng không với luyện não sáng sớm hơn một tháng rồi chúng ta học cùng nhau và thành quả thì các bạn đã được tận hưởng rồi thầy chào trịnh thu phương nhá hello thầy chào trịnh thu phương Thầy chào Cụ Quỳnh Như nha Đấy, Có rất nhiều bạn Đã học từ những cái buổi đầu tiên Và chiến đấu cho đến ngày hôm nay Đấy, Ví dụ như là Trịnh Thu Phương Ví dụ như là Cụ Quỳnh Như Đấy. Thầy chào Nguyễn Văn Vũ Hello thì mình xin chào tất cả các bạn và các em Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại Với luyện não sáng sớm Hôm nay thầy cho chúng ta sang chuyên mục 7 ngày 7 điểm đề số ngày này ngày hôm nay là ngày số 0 mấy rồi? Ngày hôm nay là ngày số 03 rồi. Em ạ. 7 ngày 7 điểm ngày số 03 rồi. Ok. luyện não sang sớm 7 ngày 7 điểm Rồi Đấy Thầy chào Nguyễn Văn Vũ nhá Thầy chào Cấn Trang, thầy chào Thùy Dương, thầy chào Trần Hữu Thầy chào Ngô Thị Diệp, thầy chào Tuân Nguyễn, thầy chào Đinh Quang Vinh Chào Quỳnh Jerry nhá, chào Nguyễn Đạt Chào Trần Thu Linh Thầy Minh xin chào tất cả các bạn và các em và thầy Minh gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới tất cả các bạn và các em. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với luyện não sáng sớm cùng thầy Minh Berlin. Hôm nay là ngày thứ 38 mà thầy trò chúng ta dậy sớm chiến đấu và quyết đấu cùng với nhau. Và hôm nay cũng chính là cái ngày mà chúng ta luyện 7 ngày 7 điểm ngày thứ 02. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ thầy Minh trong số những cái ngày hôm qua, trong những cái ngày đã qua rất mong muốn rằng chúng ta có thể chiến đấu bên cạnh nhau tới những ngày cuối cùng. Ok không ạ? Mình bắt đầu chiến đấu luôn nhá các em nhá, chiến đấu luôn nhá. Let go, các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn ơi, các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Comment một cái nào, em đã sẵn sàng nào. Hello, hello, hello. Rồi Chiến phun chứ Chiến phun luôn Ok ạ Câu số 1 ạ Câu số 1 ạ Chất nào sau đây Là thành phần chính Của đường mía Nào câu số 1 ạ Chất nào sau đây ạ, Là thành phần chính Của đường mía Thành phần chính của đường mía là anh nào xác rô dơ Một đáp án này Câu số 2 Cho vào ống nghiệm một viên kẹo cho vào ống nghiệm một viên kẽm sau đó cho tiếp 1 đến 2 mil dung dịch chất x làm đậm đặc vào ống nghiệm sau thời gian thêm bọt khí thoát ra viên kẽm tan dần có nghĩa là cái chất này nó phải tác dụng được với gen nhá cái chất này nó phải tác dụng được với gen vậy trong này thì anh nào tác dụng được với gen nào thế thì anconilic là không thể được glycerol cũng không anhydride acetic cũng không vậy nó chỉ có thể là axit acetic CH3 COH nhá CH3 COH Câu số 3 Khi thủy phân chất béo Câu số 3 Khi thủy phân chất béo Tripanmitin bằng dịch nào H vừa đủ đun nóng Thu được glycerol Và anh nào Thế thì chúng ta phải nắm được công thức của tripanmitin Tripanmitin là C15 H31 CO Tất cả 3 lần c 35 h 5 đúng không các em Vậy thì khi mà chúng ta thủy phân ấy, thì chúng ta sẽ phải thu được là anh c 15 h 31 co Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các bạn Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu số 4 ạ. Muối nào sau đây là muối axit? Câu số 4 ạ. Muối nào sau đây là muối axit? Thầy mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment ủng hộ thầy Minh trong cái buổi học ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày luyện não sáng sớm thứ 38 nhá. Và 18 ngày liền liên tiếp thì mình dậy sớm chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em sát cánh chiến đấu để chiến thắng. Nên rất mong muốn tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy Minh bằng cách chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn và các em vào đây nhá. Có bố đó, muối axit là muối mà anion gốc axit còn H có thể phân ly. Đáp án đúng ra bản B. Câu 5. X là kim loại dẻo nhất, có tính dẫn điện rất tốt. Lưu ý nha, X là kim loại dẻo nhất. Dẻo nhất dẻo nhất là anh nào anh vàng đúng không đúng chưa anh vàng chính xác hôm nay thì thầy mình uh, like năm giờ 10... sáng nào thì mình cũng like lúc năm giờ mười phút sáng và hôm nay thì chiều nay thì mình còn like lúc 14 bốn giờ mega like để chữa 400 câu lý thuyết cho các bạn và các em câu số 6 ạ polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng câu số 6 ạ polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng chúng ngưng nhá vinin clorua là trùng hợp polyethylene là trùng hợp polyacronitrin là trùng hợp vậy trùng ngưng là polyethylene terephthalate đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án c polyethylene terephthalate thấy mình chào tất cả các bạn và các em nhá hết chạy nhanh quá chưa kịp nhìn thấy đứa nào mà chào lại câu 7 ạ chất nào sau đây có tính lượng tính ạ chất nào sau đây có tính lượng tính ạ các bạn không quên follow xem trước thầy Minh để không bỏ lỡ bất kỳ một buổi like nào bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay thầy Minh sẽ có rất nhiều mega live dành cho tất cả các bạn và các em rất rất nhiều có bảy chất nào sau đây tính lượng tính lượng tính ạ CROH 3 lần đáp án chính xác của chúng ta đó ra án này câu 8 HCO 3 thì có tên gọi là gì câu 8 HCO CH3 thì nó có tên gọi là gì phải thật nhanh các em ạ anh này tên gọi là gì mê tín format đúng không ạ mê tín format đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án a các em nhé đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án a câu 9 ạ dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh ạ à? câu 9 ạ dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh đúng rồi rất là dễ thôi vì đây là những câu mà bảy ngày bảy điểm nhá bảy ngày bảy điểm thì rất là dễ rất đơn giản bạn nào mà muốn làm những câu khó thì các bạn theo dõi kênh vận dụng cao là dễ của thầy minh nhé vận dụng cao là dễ của thầy minh thì toàn là các cái câu cực khó luôn câu chín Dung dịch chất nào sau đây là một quỷ tìm hoa xanh quỷ tìm hoa xanh nó là lysine đúng không lysine thì bởi vì là nó có hai nhóm ra thai nhá hai nhóm là thai một nhóm CH nên nó là một quỷ tìm hoa xanh câu 10 nào câu 10 kim loại nào sau đây được điều chế bằng phát biện phân dung dịch câu 10 kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp điện phân dung dịch. Thì phân dung dịch thì chuyên sử dụng để điều chế các anh kim loại đứng sau nhôm. Đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta câu 10 là đáp án A các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 11 ạ. Renol 12. Đấy, công thức là CFC, công thức CCl2F2. Bị hạn chế sử dụng do khí này lọt ra khí quyển thì làm sao? Đấy, thì cái khí này CFC này khi lọt ra ngoài khí quyển thì nó phá xẹp phá vỡ tầng ozone các em nhé. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Đáp án chính xác của chúng ta là đa án D Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp bán câu 11 chính xác là đa án D và cũng chia buồn với tất cả những bạn mà đã, đã chọn đa án nhiễu. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời các em ạ. Và thầy Minh hy vọng rằng là các bạn sẽ sai lúc và ở bên cạnh thầy Minh, còn khi vào phòng thi các bạn sẽ không bị sai nữa. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Thank you. Các em rất nhiều. Câu 12. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1 ạ? Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Lưu ý nha. Đề bài yêu cầu chúng ta là thuộc loại amin bậc 1. Đề bài yêu cầu chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Amin bậc 1 ạ. À? Amin bậc 1 là anh nào? Bậc 1 là nó phải chứa nhóm NH2 đúng không em? Bậc 1 là nó phải chứa nhóm NH2 đúng không? Đúng không ạ? Bậc 1 mà nó mà chứa nhóm NH2 thì nó sẽ là anh nào? CH3NH2 đáp án C. Câu Câu 13. Câu 13 13 đã bán gì ạ 13 nào kem, em Một cốc nước khi đun nóng thì mất tính cứng Một cốc nước khi đun nóng mất tính cứng Lưu ý nhé Đun nóng mất tính cứng Thì nước trong cốc trên thuộc loại nước nào Nước trong cốc trên thuộc loại nước nào Đun nóng mà mất tính cứng thì nó chỉ có thể là nước cứng tạm thời Đáp án đúng là đáp án gì Câu 14 Câu 14 ạ Ở nhiệt độ thường Kim loại CA phản ứng với nước tạo thành cái gì Ở nhiệt độ thường kim loại Ca phản ứng với nước tạo thành cái gì? Thì Ca phản ứng nước tạo thành Ca hóa là lần cộng H2. Đáp án chính xác chúng ta đáp án A Câu 15. Kim loại nào sau đây khử được ion Fe2 cộng thành Fe? Câu 15. Câu 15. Kim loại nào sau đây khử được Fe2 cộng thành Fe? Có nghĩa là kim loại phải mạnh hơn Fe thì không thể là Cu được, đúng không? Ca tác dụng với nước, Na tác dụng với nước mất rồi, vậy nó chỉ có thể là Mg thôi. MG tác dụng với lại H2O. Sau đây MG đẩy được Fe2 cộng thành Fe. 16. 16 ạ. Kim loại Fe phản ứng với lượng dư người X tạo thành mối sắt 2. Nào, kim loại Fe phản ứng với lượng dư dung dịch X tạo thành mối sắt 2. Dung dịch X dư nhé. Không thể HNO3 đặc nóng được sắt lên sắt dương 3. H4 đặc nóng sắt lên sắt dương 3. HNO3 loãng sắt lên sắt dương 3. Vậy nó chỉ có thể là HCl đặc. FE của chúng ta sẽ lên FE Dương Ấm luôn game nhá. Ấm luôn. Câu 17 ạ. 17 các bạn chọn đáp án gì nào? Phải thật nhanh em ạ. Phải thật nhanh. Nhanh tay. Hello Quang Minh. Hello Quang Minh Nguyễn. Comment rất tốt. Thầy chào Phạm Thị Ánh nhá. Thầy chào Cấn Trang. Thầy Tuyên Dương. Bạn uh, Quốc Anh VN. Bạn Minh Nhật đã comment rất là đúng. Đáp án chính xác của chúng ta. Ok ạ. Câu 17 ạ. Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường ạ? Kim loại nào sau đây Thầy chào hoa hoa nhá Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường Nó á còn gì nữa Câu 18 ạ à. Chất rắn vô định hình Câu 18 Chất rắn vô định hình Màu trắng Không tan trong nước nguội Vậy x chỉ có thể là tinh bột X chỉ có thể là tinh bột thôi Vân x với xúc tác của enzyme thu được chất y Y là glu Tinh bột và glu Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. A luôn. 19 ạ. 19 ạ. 19 đáp án chính xác là đáp án gì nào các em ơi? Phải thật nhanh. Phải thật nhanh nhá. 19 ạ. Khi để cặp kim loại nào dưới đây ngoài không khí ẩm thì trường hợp nào sắt bị ăn mòn? Thì cái trường hợp mà sắt bị ăn mòn này khi và chỉ khi là canh FE của chúng ta ấy nó phải mạnh hơn. Đúng không? Nên đáp án đúng là đáp án A. Bởi vì FE mạnh hơn CU. 20. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer bán tổng hợp? 20 Polymer nào sau đây thuộc loại polymer bán tổng hợp Polymer nào sau đây thuộc loại polymer bán tổng hợp Bán tổng hợp thì như thầy mình đã dạy Chúng ta chỉ có anh nào visco và acetat mà thôi nhá Đáp án chính xác là đáp án D Từ acetat Câu 21 công thức của Chrome 3 xuất phát 21 công thức của Chrome 3 xuất phát Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C CR2 SO4 3 lần Câu 22. CAS4. Câu 22. CAS4 được dùng làm chất điều chỉnh tốc độ đông cứng của xi măng. CAS4 được dùng làm chất điều chỉnh tốc độ đông cứng của xi măng thì tên của CAS4 là tên của CAS4 là canxi sunfat. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Hai bạn. Phân tử khối của etin acetat ạ. Hai bạn. Etin acetat CH3COO CH5. Vậy phân tử khối của nó bằng 88, đáp án chính là đáp án D, 88. 24. 24. 24 các bạn chọn đáp án gì ạ? À? 24 đáp án chính xác là đáp án gì nào các em? Phải thật nhanh ạ, à. 24. Kim loại Al tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra khí nào sau đây? Kim loại Al tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra khí nào sau đây? Thì Al mà cộng với NaOH thì tạo thành AlO2 đúng không? Cộng với khí H2 nên đáp án chính xác là đáp án C. Câu 25. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl? Câu 25 ạ. Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch HCl? NaCl là không đúng không? CaCl2 cũng không. NaNO3 cũng không. Nên chỉ có B, NaHCl3 thôi. NaHCl3 mà cộng HCl tạo thành NaCl cộng H2O cộng CO2. Thì em nhé. Câu 26 ạ. Số nguyên tử H trong phân tử ala là, là càng càng cực thế này ala c3 h7 nấu 2 ala là là 2 c3 h7 nấu 2 trừ đi 1 h2 o vậy nó sẽ tạo thành là c6 h14 trừ đi 2 thì còn h12 đúng chưa n o3 n2 o3 vậy số h ở bên trong anh ala là chúng ta sẽ có là 12 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án b các em nhé đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án B. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với luyện não sáng sớm. Chương trình này được Thầy Minh live trực tiếp liên tục từ 5 giờ 15 phút sáng. Liên tục đến ngày hôm nay là ngày thứ 38 và Thầy Minh sẽ còn ở bên cạnh các em cho đến tận ngày mà các em thi. Chào mừng tất cả các bạn và các em đến với lại chuỗi luyện não sáng sớm. Và hôm nay thầy cho chúng ta chữa cái đề 7 ngày 7 điểm đề số 03 và đến ngày thứ 04 là cái ngày mà các em đi thi à, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ và chia sẻ lại buổi học này là vậy tường bởi vì đây là buổi học free à, và các bạn không quên click vào nút chuông hay nhấn vào nút follow để theo dõi thầy mình bởi vì chiều nay thầy mình sẽ có một buổi mega live dành cho tất cả các bạn và các em vào lúc 14 giờ chiều hôm nay các bạn chú ý để theo dõi nhé 14 giờ chiều nay chúng ta sẽ có một buổi mega live câu 27 ạ câu 27 ạ 27 đã bán gì ạ Chất nào sau đây là nguyên liệu ban đầu để sản xuất tơ visco ạ? Chất nào sau đây là nguyên liệu ban đầu để sản xuất tơ visco ạ? Tơ visco thì được sản xuất bằng cách nhúng cellulose vào dung dịch CS2. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 28. Khi cho sắt khi cho sắt tác dụng dung dịch HCl sinh ra hợp chất trong đó sắt có số hóa là bao nhiêu? Sắt tác dụng HCl thì sinh ra fecl 2 Vậy sắt ở đây là dương hai. C ạ. 29 ạ. 29 nào okay, các em ơi Phải thật nhanh ạ Câu 29 chọn đáp bán gì ạ Khi loại nào sẽ theo dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm Natri cộng với nước tạo thành NaOH Quá đơn giản 30 30 ạ 30 mình chọn đáp án gì ạ Khí CO2 là một trong những khí gây nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính Có trong khí thải các phương tiện giao thông Khí thải của nhà máy Tên của CO2 là Carbon Dioxide Đáp án chính xác là đáp án C Carbon Dioxide Quá dễ dàng 31 31 Để bảo vệ vỏ tàu biển Bằng phương pháp điện hóa cần gắn vào vỏ tàu biển những khối kim loại nào sau đây Để bảo vệ vỏ tàu biển Bằng phương pháp điện hóa Thì ta cần gắn vào vỏ tàu biển những khối kim loại nào sau đây Thì ta phải gắn vào một cái kim loại nào đó mà mạnh hơn thằng sắt Nhưng mà nó phải rẻ hơn thằng sắt Nên nó chỉ có thể là ZN Ta bắt đúng là đáp án A 32 32 ạ Chất nào sau đây là axit carboxylic? Có bạn hình chắc là hôm nay mới học thầy các câu lý thuyết đến ở cuối trong cái buổi học này các em nhé nó được xếp vào cuối nó xếp về phía cuối nên là các bạn nào mà muốn chiến những câu lý thuyết đến thì chúng ta sẽ học những câu lý thuyết dễ đã. sau đó tí là đến những câu lý thuyết đến ở phía dưới là ấm luôn câu 32 hai chất nào sau đây là axit carboxylic axit carboxylic là nó phải có nhóm COH đúng không đáp án chính xác chúng ta đã án gì ba bạn ba bạn natri hydroxit công thức của natri hydroxit là NaOH Ba tự. Ba tự. Ba tư đã bán chính xác là đáp án gì ạ? Nhỏ từ từ đến dư dịch chất nào sau đây ống nghiệm được dung dịch AlCl3 thu được kết tủa keo trắng. Sau đó kết tủa bị hòa tan thì nó là KOH. KOH nhỏ vào AlCl3 thì mình sẽ thu được AlOH 3 lần sau đó kết tủa AlOH 3 lần bị hòa tan. 35. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng là nặng nhất? Gạch chân này từ nặng nhất. Kim loại nào các bạn còn nhớ không ạ? Kim loại nào có số khối lượng riêng là nặng nhất? Các bạn đừng ngại comment nhé Một lần comment là một lần nhớ Mình comment để mình học thuộc lý thuyết hóa Sai một lần thì các bạn đừng có ngại Sai một lần Một lần sai là một lần nhớ Sai một lần mình nhớ cả đời cơ mà Kim loại nào sau đây có khối lượng nặng nhất Nó là Osimi. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án D các em nhé ba 36 Nước có chứa nhiều ion C2 cộng mg 2 cộng HCO3 trừ Thì nó là loại nước nào thì chúng ta lưu ý là C2 cộng và mg 2 cộng thì chắc chắn nó là nước cứng rồi. HCO3 trừ thì nó sẽ là nước cứng tạm thời. Nên đáp án chính xác chúng ta là đáp án D các em nhé Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án D Câu 37 ạ Trong công nghiệp thì AL được điều chế trực tiếp từ chất nào? Thì trong công nghiệp AL được điều chế trực tiếp từ việc là điện phân nóng chảy anh AL2O3 Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C Câu 38 ạ Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2 ạ? Câu 38 ạ Chất nào sau đây thuộc loại là amin bậc 2 Các bạn comment đáp án phải thật nhanh cùng thế mình nhá Nhanh nữa lên nào các em 38 ạ, chất nào sau đây là amin bậc 2 thì nó là gì ạ? Etin metinamin c 2 h 5 NH cf 3 etin metin amin. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 39 ạ. Số nguyên tử H trong phân tử axit linoleic axit linoleic là C17 H31 COOH. Vậy số H ở bên trong nó nó sẽ là 32H kèm nhá. 32H đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Thế Minh tuyên dương tất cả các bạn và các em đã comment trả lời đúng đáp án câu 39 là đáp án D ạ. Và chia buồn những với những bạn đã trả lời sai. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần mình nhớ cả đời. Các em mạnh dạn comment đáp án chiến đấu cùng thế Minh nhá. Thank you tất cả các bạn và các em rất nhiều. Rồi. Câu 40. 40 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì ạ? Câu 40. Phát biểu nào sau đây là đúng? Kim loại Fe tan trong H4 đặc nguội, sai. Sắp thì bị thụ động, đúng chưa? đun nóng kim loại Fe với Br2 sinh ra FeBr3 đúng. Fe2O3 phản ứng với HBr sinh ra FeBr2 sai. Trong phản ứng hóa học Fe3 cộng chỉ điện tính sử là sai, chỉ điện tính oxy hóa. Vậy đúng chúng ta 40 là đáp án B bỏ kèm nhá. 40 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Ok bắt đầu sang tính toán này một tí đây. 18 gam fructose số mol bon fructose là 0,1 tráng được bạc vậy một group thì ra được hai hàng bạc vậy số mặt bạc là bằng 0,2 chú ý hiệu suất là 80 phần phải nhân với 0,8 0,2 nhân với 0,8 thì bằng 0,16 vậy mình sẽ tìm được khối lượng của AG đúng không khối lượng của AG bằng bao nhiêu đấy ạ bằng bao nhiêu các bạn bấm máy tính cùng thêm mình ạ bao nhiêu các em nhỉ 0,16 0,16 nhân với lại 108 bằng. Bao nhiêu các okay. em? Bằng bao nhiêu? 17,28. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác là đáp án C. Câu 42. 890 triolin. Thì các bạn lưu ý triolin chúng ta là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Phản ứng vừa đủ với NaOH NaOH sau phản ứng thu được m gam muối? Vậy muối là C17H33COONA. Đúng không? 3 lần. Số mol anh này là 890 triolin chia cho 884. Vậy phản ứng vừa đủ nào bắt thu được m gam muối vậy muối nó là 890 chia 884 nhân 3. Ok chưa? Ok chưa? 890 chia 884 nhân 3 bằng này nhân phân tử khối này Muốn chúng ta là C17 12 nhân 17 cộng với H33 cộng với 67 bằng 918 918,19 vậy chúng ta chọn đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A nhá thế mình chia buồn với tất cả các bạn đã chọn phải đáp án nhiễu của câu 4 A thế mình xin chia buồn tới tất cả các bạn đã chọn đáp án nhiễu của câu 4 A nhá một lần sai là một lần nhớ sai một lần nhớ cả đời thế mình ở đây với một cái điều đó là hân hạnh là giúp cho tất cả các bạn và các em sai rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất nhiều câu bốn bạn câu bốn bạn bốn ba đáp án gì ạ chúng ta đang bắt đầu đến những câu khó và khoai hơn nhá chúng ta đang đã và đang bắt đầu tới những cái câu khó và khoai hơn ok ạ bốn ba phát biểu nào sau đây là đúng phát biểu nào sau đây là đúng ạ dung dịch glucose không hòa tan được sẽ CH lần. sai lè. tinh bột và sen là đồng phân của nhau sai tiếp tinh bột và sen thuộc loại disaccharide sai tiếp glucose là hóa chất dùng để trắng hương. đúng 43 b b ba đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án d các em nhé 43 đáp án chính xác chúng ta đáp án d 44 ạ 44 chúng ta chọn đáp án gì ạ 44 ạ phải thật nhanh ạ phải thật nhanh các em nhá 44 ạ 44 chúng ta chọn đáp án gì ạ? sao phẩm ngoài tế công thức phân tử c 4 h hai thu được mũi Y Khả năng tham gia phản ứng trang bạc Vậy nó phải là đầu HCO Muối mà Ancon Z Vậy thì chỉ có anh A thôi Thu được Ancon Thu HCOO H Và ancol là Anilic Ancon Anilic này Nên đáp án chính xác chúng ta là bạn A Ấm luồn Ấm luôn Đúng không? 45 ạ 45 ạ thì phân hoàn toàn 22,2 gram các bạn lưu ý này HCO, 5 và CH3, CO, 3 thì đều có chung là C3H6O2. Ta đều tìm được số mol của nó là 22,2 chia 74. 2,2 chia 74. Số mol sẽ bằng 0,3 mol. 0,3 mol. Tác dụng với NaOH thì số mol NaOH là 0,3. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu sẽ là 0,3 chia cho 1 bằng 0,3. 0,3 và đáp án chính xác chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta câu 45 là đáp án D. Rất dễ dàng. 46 ạ Phải thật nhanh các em ạ 46 các bạn chọn đáp án gì ạ Nhanh tay lên nào các em Phải thật nhanh Thầy chào em Pu nhá Hello chào tất cả các bạn và các em Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với luyện não sáng sớm cùng thầy Minh Mia Linh. Và ngày hôm nay là ngày thứ 38 mà thầy Minh dạy liên tiếp sáng sớm cùng chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi, ủng hộ thầy Minh trong những buổi học vừa qua Thank you tất cả các bạn và các em rất nhiều Ok ạ Câu 46 MGOH phản ứng với dung dịch nào sau đây ạ? Thì MGOH lần chắc chắn nó phản ứng với HCl Đáp án chính xác chúng ta đáp án B Câu 47 ạ Câu 47 ta chọn đáp án gì ạ? 47 ạ Phải thật nhanh các em ạ à. 47 chúng ta chọn đáp án gì nào? 47 nào 11,8 gam amin phản ứng vừa đủ số mol HCl 0,2 đúng chưa? vậy ta sẽ tìm được phân tử khối của amin 11,8 chia cho 0,2 chia 0,2 hình như bằng 59 đúng rồi bằng 59. 59 thì nó chính là phân tử khối của anh C3H9N đúng không ạ? 12 nhân 3 cộng 9 cộng 14. Đấy, 59 chính là phân tử khối của C3H9N. Đáp án đúng chúng ta. Đó là đáp án A các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 48. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu 48 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Tơ lắp san thuộc loại tơ polyamide sai. Lắp san là polyester. Nhá các bạn lưu ý. Lapsan là polyester Visco tơ tổng hợp là sai Visco là bán tổng hợp Trùng ngưng buta 13 ba DN là sai trùng hợp Polyethylene terephthalate được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng cấp monomer tương ứng đúng Polyethylene terephthalate thì được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ethylene tác dụng đồng trùng ngưng ethylene và acid terephthalic 49 ạ 49 ạ Đấy các em ơi Thấy không ạ Muốn cày trâu mình phải ăn chắc các câu lý thuyết dễ nhá Mục tiêu đầu tiên để được 9 cộng là mình phải ăn chắc 8 cộng đã Câu 49 sau khi kết thúc các phản ứng thí nghiệm là sau đây Thu được mối sắt 3 Thí nghiệm là sau đây thu được mối sắt 3 Sắt 1 và lưu hình thì thu được FES bỏ Bột sắt vào AGN3 dư thì chắc chắn lên FES dương 3 rồi Vậy B được FES 3 và HN4 loãng dư thì mình thu được FES dương 2 thôi Lượng dư bột sắt và AGN3 đảm bảo được nóng lên sắt dương 3 thôi Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B 50 50 thì dạy các em một skill tính nhanh à? 50 các bạn chú ý này. 50 các bạn chú ý này, skill tính nhanh. Này. Cellulose trinitrat. Năm nay tìm chất chắc chắn vẫn là 8 cộng. Cellulose trinitrat, rồi. Thể tích axit nitric mình sẽ có là 3 lần thằng HNO3. Thì mình thu được 1 thằng cellulose trinitrat. Được chưa? Hiệu suất là, 90 là 9% là 0.9. Số mol ạ, kg tấn đại yến coi như gan tính toán bình thường 59,4 chia cho 297. 59,4 chia cho 297 bằng số mol là 0,2. Ok chưa? Vậy mình suy ngược lại được số mol HNO3 0,2 x 3 bằng 6 Ok nhá, mình sẽ ra được là 0,6 mol HNO3. Được chưa? Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình sẽ tìm được khối lượng của HNO3. Nguyên chất sẽ bằng 0,6 nhân 63. Từ đó mình sẽ tìm được khối lượng của HNO3 68%. Từ đó mình sẽ tìm được khối lượng của dung dịch HNO3 68% sẽ bằng 0,6 x 63 chia cho 0,68 ra mở dung dịch. Ok chưa? Ok chưa? Và cuối cùng mình tìm được thể tích. Mình lấy mở dung dịch chia cho 1,52 nhá. Vậy ta sẽ có này. 0,6 x 63 chia cho 0,68 là RaM dung dịch chia cho khối lượng riêng là 1,52 mình ra được thể tích thể tích bằng 36,5 nhá 36,5 lít đáp án chính xác của thầy cho chúng ta đó là đáp án B bỏ kèm nhá B bỏ câu đáp 11 câu đáp 11 phèn chua được sử dụng để làm trong nước đục thì công thức của phèn chua là gì ạ Đấy, câu này nhiều bạn quên rồi này câu này nhiều bạn quên hết quên cho bằng sạch May quá hôm nay có thể mình ôn lại cho nha. Yeah. May quá hôm nay có thể mình ôn lại cho Phèn chua được sử dụng nằm trong nước đục công thức của phèn chua là gì ạ? Công thức của phèn chua là gì ạ? KSO4 ngập al 3 lần Ngập 24H2O Thực ra phèn chua chúng ta còn một công thức thu gọi Là K AL SO4 tất cả hai lần Ngập 12H2O Đấy Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C Câu 52 Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Câu 52 ạ phát biểu nào sau đây là đúng năm hai nhé năm hai nhé năm ạ phát biểu nào sau đây là đúng ạ đâu thầy chia cho thì chưa 0,9 cho nhỉ hình như thì chưa chia cho 0,9 thế sao ấy Thế là thiếu 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 còn phải chia 0,9 nữa các bạn chia 0,9 nữa các bạn đúng rồi 40,63 chỗ này thì thầy chưa chia thầy bấm lại nhá 0,6 nhân với lại đúng rồi thầy chưa chia 0,6 x 6 ạ. À. Đấy, mãi quá đúng rồi chưa chia. 0,6 x 63 này chia 0,68 chia 0,9 chia 1,52 hình như đáp án A. Đúng rồi A, à, sorry game. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án A. Chưa chia, cứ vội vội vàng vàng. Thank you nhá. Câu 52 ạ. À. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? 52, đúng rồi. Đúng rồi, thầy dạy hóa lớp ôn thi công an chính xác. Câu 52 phát biểu nào sau đây là đúng? con đứa học thầy trong lớp cô thi công an hôm nay biết thầy lại thì chịu Câu năm hai phát biểu nào sau đây là đúng ạ năm ạ. phát biểu nào sau đây là đúng ạ trùng hợp isopren thu được polymer dùng để sản xuất cao su isopren là trùng hợp isopren thu được polymer dùng để sản xuất cao su isopren đúng đồng trùng ngưng buta 1,3 dn và acronitin thu được polymer dùng để sản xuất cao su à, ờ, cũng đúng nhỉ đồng trùng ngưng butan và barien là sai rồi trùng hợp polyvinyl clorua thu được polymer dùng để sản xuất cao su là sai chất dẻo đấy bây giờ mình còn a và b thằng nào đúng ý b sai đồng trùng ngưng vậy chúng ta chỉ có a đúng thôi hay chưa câu năm mươi hai hay chưa các em đấy thế nay đi thi mà mất lé là toàn nhỉ năm bạn 19,5 gam ZN mình tìm số mọn 19,5 chia 65 bằng 0,3 0,3 mol ZN và đứng với H24 đặc nọc bảo toàn E mình sẽ có là hai lần số mọn ZN bằng hai lần số mọn SO2 vậy suy ra số mọn SO2 bằng 0,3 được chưa 0,3 đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ nhá đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B bỏ câu 54 cho năm dung dịch riêng biệt Số dung dịch phản ứng được với kim loại FE Bắt đầu đến phần đếm hay rồi đấy Bắt đầu đến phần đếm hay ho rồi các em ạ Nào câu 54 Câu 54 54 Cho năm dung dịch riêng biệt Số dịch có khả năng phản ứng với kim loại FE Nói 24 là 0 nhé FE đẩy được CU này FE tác dụng được với E dương 3 này FE tác dụng với HCL này FE không tác dụng với nào hát 1, 2, 3 chảo C 55 ạ 55 ạ, 55 ạ. 55 các bạn chọn đáp án gì nào 55 ạ Phải thật nhanh ạ Phải thật nhanh em ạ à? Hân hạnh chào đón Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với luyện não sáng sớm cùng thầy Minh Mưa Ngày hôm nay là ngày thứ 38 liên tiếp thì mình dậy sớm chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi, comment, ủng hộ Và chia sẻ bài học này lại về tường Bởi vì cái việc mà các em nhiệt tình comment đáp án đấy chính là một cái nguồn động lực Để thầy mình có thể liên tục livestream chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em 38 ngày vừa qua và thầy Minh xin chắc chắn rằng là thầy Minh sẽ ở bên cạnh các em cho đến cái ngày mà cuối cùng cái ngày mà các em thi rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em nào câu 55 ạ chia sẻ ủng hộ thầy nhá chia sẻ ủng hộ thầy nhá cho bốn dung dịch sau số dung dịch tác dụng với lượng dư ba lần thu được kết tụa nào số dung dịch tác dụng với lượng dư ba lần thu được kết tụa sau dụng lượng dư BA lần thu được kết tủa nhá. Na42 lần CO3 là 1. Mình có CO3 trừ cộng Ba2 cộng mình thu được kết tủa là BaCO3. Na2S4 thì S4 trừ cộng Ba2 cộng kết tủa BaS4. S4 thu được kết tủa BaS4. NaCl 0. KHS4 thu được kết tủa BaS4. Vậy mình sẽ có 4 anh, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D ạ. 4 anh, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Ok. Thầy cảm ơn một bạn đã tặng thầy hoa hồng nhá. Thank you. Tên của bạn là user 1822 Thầy cảm ơn Phương Thảo đã tặng thầy hoa hồng nhá. Ok ạ. Câu 56 ạ, thực hành các thí nghiệm sau. Thực hành các thí nghiệm sau. N -D -H à. à? Hello em, nhưng mà cái khóa đánh giá công an thì thầy kết hợp với bên trung tâm Five Star nên là thầy sẽ không like ở bên ngoài thì chủ yếu like trong khóa thôi. Nhá. Câu 56 ạ. Ui trời ơi, đến bọn đếm rồi. Kem ơi, đến bọn đếm hay ho rồi đến bọn đếm hay ho rồi nào các bạn cùng cùng học để bị thầy minh hành nhá cùng học để cùng bị thầy minh củ hành nhá các em đã sẵn sàng để thầy minh củ hành các em chưa thôi các em đã sẵn sàng để các em hành thầy chưa câu năm sáu ạ câu năm sáu ạ năm sáu ạ năm sáu ạ thầy dạy nhiều khóa lắm thầy dạy cả khóa xps của thầy với lại thầy kết hợp với lại khóa ở bên uh, ô thi công an của thầy tuấn nhưng Ngày hôm nay không bán một khóa nào hết cả Trong live này không bán nhá Ok ạ Để có ai yêu cầu Làm đi rồi biết Năm sáu ạ Thực hiện các thí nghiệm sau Sau khi phản ứng kết thúc Số thí nghiệm vừa thu được kết tủa Và vừa thu được chất khí Các bạn lưu ý nhá Vừa thu được kết tủa và vừa thu được chất khí Mình sẽ có đây K vào Cu nấu 3 lần Thì K tác dụng với H2O tạo thành K watt thì chắc chắn mình thu được kết tủa là Cu watt 2 lần và có khí bay ra khí H2 một chảo FECL3 và N2S thì mình mình sẽ thu được kết tủa là kết tủa S nhưng mà nó không có khí anh này là không có khí nhá anh này là chắc chắn là không có khí rồi mình đừng có mong muốn là có khí ở anh này anh này không có khí được không ạ BHCO3 thì mình sẽ thu được khí này HCO3 cộng H cộng thu được khí là khí CO2 Kết tủa là kết tủa bas 4 Hai cháu NH4 này Thì mình sẽ thu được khí Thì khí NH3 là không có kết tủa ALCL3 Thì mình sẽ thu được kết tủa là ALOH3 lần khí ở khí CO2 Được chưa? Vậy là mình sẽ có ACE Là đúng ACE là đúng Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B Bỏ ACE Là chính xác Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B bỏ kem nhá Câu 57 ạ nào 57 cũng đếm đáp án cùng thầy nào Càng 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 chưa Vừa nãy có bạn bạn ấy bảo là 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 toàn câu dễ Không biết bạn ấy có ở lại được đến lúc này không Để được tận hưởng những câu khó Như thế này 57 ạ Cho phát biểu sau Dầu mỡ để lâu ngày dễ bị ưu ôi thiêu do chất béo Bị oxy hóa chậm và oxy không khí đúng Đấy, nói nhiều quá ho rồi các em 38 ngày liên tiếp rồi Chỉ cầu mong làm sao mà ông trời ông ấy phù hộ cho thầy Minh khỏe để, để mình có thể chiến đấu live stream cùng tất cả các bạn và các em cho đến ngày cuối cùng rồi Etilen, Glycol Và glucose thì hòa tan được sẽ bắt lần điều kiện thường chứ aldehyde acetic thì không B sai Trong vòng hóa trilinolin thu được glycerol và muối của axit linolic Đúng A à, đúng C đúng D phản ứng thủy phân sen xảy ra trong môi trường bao giờ là sai Xảy ra trong môi trường axit Aminopectin do tầm lông cừu là polymer thiên nhiên đúng ba cái đúng rồi khi để lâu trong không khí khi để lâu trong không khí các amin thơm bị chuyển hóa từ không màu sang màu hồng vì bị oxy hóa để lâu không khí amin thơm chuyển từ không màu sang màu hồng vì bị oxy hóa sai đúng không vậy ta chỉ có ba phát biểu đúng b bỏ ba phát biểu đúng ạ b bỏ câu 58 câu 58 Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau Nào Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau Kết thúc đâu Kết thúc đầu câu 58 Câu thí nghiệm mức độ vận dụng cao Siêu cao Kinh chưa Kinh chưa Kinh chưa Nào Đâu xà phòng hóa ra muối của axit bà em mắt tinh lên mắt tinh tường lên dạ yeah. các bạn hỏi là làm sao để đạt được năm điểm hóa thì bây giờ đơn giản thôi sáng nào cũng dậy sớm luyện đã cùng thầy các bạn hỏi là amin thơm thì chuyển vào gì thì chuyển màu đen em nhé chuyển vào đen còn lại phenol thì mới chuyển thành màu hồng có năm tám ạ có năm tám ạ năm tám à, 58 à. Ui dồi ôi trời ơi, 58 quay nhỉ quay nhỉ mình có phải đọc đâu đầu tiên thầy COS4 và NAWAT thì mình thu được kết tủa là kết tủa CO2 lần này được chưa cho nó 3 vào dư thì thu được dung dịch phức Nói 3 ống nghiệm 2 này chứa 1 mi tình dung dịch phức bạc còn chỗ này thu được kết tủa CO2 lần Thêm vào ống nghiệm 3 chứa 2 miu sát thì đây là thủy phân vì phân xác thì mình thu được Glu và ferrous cho từ từ là ahco ba ống nghiệm ba ấy đều không còn bọt khí thì lúc này ahc ahco ba có vai trò là để trung hòa hết H cộng rót 4 và một lắc đều đến khi kết tủa tan hoàn toàn đấy rót từ từ dung dịch ống nghiệm 5 và ống nghiệm hai đun nhẹ thì thấy kết tủa bá thì cái năm này là trắng bạc còn cái bốn này là tạo phức màu xanh lam Ý 1 sau bước 4 Trong dung dịch 1 có vòng xanh lam Hoàn toàn chính xác Đúng không ạ? Bởi vì mình có là sản phẩm thủy phân của thằng xác là glue và fruit thì đều có Tác dụng với CO2 là lần đều kiện thường một đúng 2 Sau bước 2 trong dung dịch ống nghiệm 3 có hiện tượng phân lớp Ý 2 Ý 2 là sai Ống 3 thì luôn luôn đồng nhất Ý 3 dung dịch NH CO3 trong bước 3 với mục đích loại bỏ H24 đúng Dung dịch trong ống nghiệm 4 và 5 thì chứa một monosaccharide trong nghiệm 4 và 5 thì chứa glu và group nên cái này sai. Ý 5 thí nghiệm trên chứng minh xác có tính khử sai, chẳng chứng minh tính nào cả. 6 các phản ứng xảy ra trong bước 4 đều là phản ứng xóa khử sai, chỉ muốn phản ứng trắng bạc là u xóa khử thôi. Chứ còn lại phản ứng mà tác dụng với OH đa kề thì không. Được chưa? Ok chưa? Vậy sai. Ok nhá. Vậy ở đây chúng ta chỉ có hai phát biểu đúng là phát biểu số 1 và phát biểu số 3 thôi. Được chưa? Đấy, vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là hai phát biểu đúng. Ấm chưa các em? Ấm chưa? Ấm chưa? Ấm áp luôn. Đúng không ạ? Đấy. Ok chưa? Làm gì đã hết bài? Đúng rồi ơi Chưa hết, chúng ta mới chỉ hết các cái câu thôi. Chúng ta mới chỉ hết các cái câu thôi và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhắc lại tiếp tục về lý thuyết cho tất cả các bạn và các em. Các bạn có nhớ phần lý thuyết không? Các bạn có nhớ phần lý thuyết không? Hôm qua thầy Minh đang nhắc kèm em đấy hôm, hôm qua thầy Minh đang nhắc kèm em về phần lý thuyết Đúng không? Hôm nay chúng ta nhắc tiếp những sai lầm khi học hóa học Được chưa? Những sai lầm khi học hóa học Các bạn chú ý nhá Bây giờ thầy Minh sang một cái loại Đó là cái loại mà các cái chất mà nhìn giống nhau Nhưng bản chất nó lại khác nhau Nhá Đây ạ, lưu ý Là các chất mà nhìn giống, nhìn đi giống, nhưng mà bản chất, nhưng bản chất nó thì lại khác nhau. Chất đầu tiên, chất đầu tiên, NaHSO4 và NaHCO3, NaHSO4 và NaHCO3 thì cả hai này thì nó đều là muối axit, đều là muối axit, đều là muối axit, nhá, nó đều là muối axit. Nhưng, 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 NaHSO4, NaHSO4 thì có môi trường axit. Còn Na HCO3 Thì có Môi trường kiểu Đấy Các bạn nhớ chưa Các bạn nhớ chưa Nhớ chưa nào Ok chưa Tiếp tục này không hôm nay mình chỉ nói về cái phần là nhìn bản chất giống nhưng mà nhìn thì khác thôi các bạn quan sát tiếp nhá các bạn quan sát tiếp chưa ok ạ tiếp tục này hai này hai này này hơi bị chất luôn h 3 p 4 là axit ba nấc h 3 po 4 là axit trung bình nữa này và là axit ba nấc nhớ chưa nhớ chưa nhưng thằng h 3 po 3 lại là axit hai nấc h 3 po 3 cái này lâu lắm nó không thi là axit hai nấc và h 3 po 2 chỉ là axit một nấc h 3 po 2 là axit một nấc nghĩa là thế nào các bạn đã hỏi thế nào là ba nấc là thằng h 3 po 4 này có thể phân ly tạo thành h 2 po 42 po 4 trừ cộng h cộng sau đó h 2 po 4 trừ cộng h cộng lại phân lại phân ly tiếp để tạo thành HPO4 2 trừ cộng H cộng. Còn H3PO3 này là hai nước thì nó chỉ có thể là phân ly quá lắm ra 2 H cộng. Còn lại thằng HPO3 trừ thì không bị phân ly nữa. HPO3 2 trừ không bị phân ly nữa. Tương tự thằng H3PO2 là axit một nước. Có nghĩa là nó chỉ có thể phân ly ra tạo thành H2PO2 trừ không thể phân ly được tiếp. Ok chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Tiếp tục nhá. Các phản ứng nhìn giống nhau nhưng có cái xảy ra có cái lại không xảy ra. Ok chưa ạ? Sai cái dấu sao tiếp. Là phản ứng. Nhìn thì giống nhau. Nhá. Trông thì giống. Trông thì giống. Nhưng mà phản ứng thì lại khác. Đấy. Nhìn giống nhau. <laughs> Thứ nhất. FES mà cộng với H2SO4 loãng hoặc HCl loãng thì tạo thành Fe2 cộng cộng H2S thì cái này ai cũng biết rất dễ. Nhưng nhưng mà bạn lưu ý này, COS thì không phản ứng không phản ứng với H2 4 loãng hoặc HCl nhá, nó không phản ứng. Ok chưa? PBS cũng vậy. PBS AG2S ba thằng này đều không phản ứng với H2S4 loãng và HCl loãng. Các bạn nhớ chưa? Bạn nhớ chưa? Đấy. Hãy cẩn thận nhá. Tiếp tục này. Hai này. FE NO32 lần thì phản ứng được với H2SO4 loãng hoặc là HCl loãng do có sắt 2 cộng NO3 trừ H cộng nên nó phản ứng được nhá nhưng Fe NO3 3 lần thì lại không phản ứng với H2SO4 loãng hoặc HCl loãng phản ứng không xảy ra ok chưa ok chưa các em ơi các em đã nắm được hết tất cả những cái gì chú ý của thầy chưa? Đấy. Phải lưu ý nha. Phải lưu ý nha, phải lưu ý thật lưu ý. Được không ạ? Ok, ok, ok. Rồi. Rồi. Đấy các bạn nhìn thấy không? Hello xin chào các bạn và các, các em Thầy Vinh xin chào tất cả các bạn và các em Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi live của Thầy Minh vừa qua Đây, các bạn nhìn này, nghèo đến nỗi mà cái phông xanh của bị rách Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi live của Thầy Minh Thì các bạn nhớ là đặt theo dõi và đặt xem trước fanpage của Thầy Minh Để chiều nay, chiều nay chúng ta có một buổi mega live vào lúc 14 giờ nhé các em nhé chiều nay thầy trò chúng ta sẽ có một buổi đúng rồi hết rồi 14 giờ thầy Vinh phải xin phép các em thầy Vinh nghỉ để Vinh chuẩn bị đi dạy thầy Vinh chuẩn bị đi dạy lớp up. buổi cuối cùng của lớp óc hôm nay là buổi cuối cùng lớp óc của thầy Minh ở Thái Bình hôm qua là buổi cuối cùng lớp óc của thầy Minh ở Hà Nội hôm nay là buổi cuối cùng lớp óc ở Thái Bình thì à, à, hôm nay à, bây giờ thì, thầy phải xin phép các em là thầy xin phép nghỉ để thầy chuẩn bị đi dạy lớp óc còn lại à, đề này chiều nay thì chúng ta sẽ xử lý 400 câu đấy nhá chiều nay chúng ta xử lý 400 câu đúng rồi hóa điểm sẽ ăn lý mà chính xác rất là cảm ơn tất cả các bạn lai nguyên ngày có chứ thứ ba thứ tư nhá thứ ba thứ tư nhá thầy dạy ở thành phố thái bình đối diện với lại ở chỗ khu vực cổng trường chuyên còn lại ở hà nội thì thầy dạy ở, ở, gần trường đại học y ở gần ngay gần ngã tư sở sở ok ạ bye bye chào tạm biệt tất cả các bạn và các em hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào chiều nay chiều nay nhá lúc 14 bốn giờ chiều nay lúc 14 giờ các em nhé 14 giờ chiều nay thầy lại like. 400 câu lý thuyết siêu hay trích từ cuốn 2000 của thầy Minh được không ạ link của thầy gì các em chỉ cần lên uh, phở bò hoặc lên uh, YouTube search là thầy Minh đưa link thôi toàn bộ các cái buổi học 38 ngày liên tiếp thì thầy thả lên trên kênh uh, uh top của thầy nhá YouTube các em chỉ cần search thầy Minh đưa link học thôi rồi có file file thì ở bên trên fanpage thầy Minh đưa link học rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Minh. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào 14 giờ chiều nay nhá. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào 14 giờ chiều đây. Và thầy Minh xin gửi lời chân cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các bạn và các em đã tặng các cái món quà như bắn tim và hoa hồng cho thầy Minh. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào tối nay, chiều tối nay. Bye bye, chào tạm biệt.